Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 13 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mỗi mùa hè, những cơn mưa gây ra lũ quét xuống các lưu vực của sông Trung Quốc buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa, phá hủy các cơ sở kinh doanh và mang theo mùa màng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Chủ nhật cho biết, năm nay đã mang đến những trận mưa và lũ lụt có 102 trong thế kỷ. Sau một tháng mưa lớn, cảnh báo lũ lụt đang được đưa ra ở nhiều vùng của Trung Quốc, khi dự báo sẽ có nhiều mưa lớn hơn ở các khu vực Tây Nam, Trung Tâm và phía Đông trong vài ngày tới. Kể từ giữa tháng 6, hơn 100 triệu người Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Các quan chức cho biết 425 người đã chết, trong khi 110 người đã mất tích. Ước tính có khoảng 3,6 triệu người đã bị buộc rời khỏi nhà của họ. Bộ Y tế Trung Quốc hôm thứ Hai đã ra lệnh cho các sở y tế địa phương tăng cường phòng chống dịch bệnh ở các khu vực bị lũ lụt. Bộ cho biết trong một thông báo rằng các sở y tế tỉnh phải báo cáo kết quả giám định dịch bệnh của họ hàng ngày và để đảm bảo rằng không có dịch bệnh gây tử vong bùng phát. Những ngày mưa lớn và ngập lụt, nhiều làng quê và thị trấn ở thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam, nằm ở ngã ba các tỉnh Hà Nam, Tân Sơn và Sơn Tây đã rơi vào vùng đất ngập nước. Vào một đêm mưa với hoạt động của cảnh sát liên tục, ở vùng núi và làng mạc ngập nước, cảnh sát chống lũ đã trải qua một đêm không ngủ. Tại thị trấn Tây Yến, có 55 làng bị ảnh hưởng và quốc lộ bị ngập sâu. Chiều tối ngày 12 tháng 8 có mưa rông và mưa to. Ở nhiều làng mạc trong khu vực Tài Phán bị ngập úng, 15 cảnh sát và thành viên tuần tra của đồn cảnh sát Tây Yến được Giám đốc Lý Thanh Chính chia thành 3 đội cứu hộ và di chuyển đến những ngôi làng bị ảnh hưởng trong cơn mưa xối xả. Trong các làng chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, công an và cán bộ thôn lập tức cho quần chúng sơ tán, nước ngập đến thắt lưng, công an tìm kiếm người từ từng nhà, cõng người già, trẻ em từng nhà đến nơi an toàn. Sau hơn 7 tiếng đồng hồ cuồng nhiệt trong đêm, hơn 1.600 người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tây Yến đã được tạm tránh trú an toàn. Mưa xối xả vẫn tiếp tục, một số xe bị đá trên núi lan xuống nên bị biến dạng, cửa không mở được. Hai người mắc kẹt trong cabin, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hai người được cứu và đưa đến trạm y tế thị trấn Tây Yến điều trị cho đến khi họ thoát khỏi nguy hiểm. Những đêm mưa lớn gây lở núi đe dọa sự an toàn của phương tiện qua lại. Cảnh sát cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông. Lúc 0 giờ ngày 14, mưa lớn gây ra lở đất, có 3 công nhân đang làm việc tại đây đã bị đất đá chôn vùi. Giang Kiến Hoa, phó đội trưởng đội an ninh của chi cục cố Tây An đóng tại khu cảnh sát Tây Ngọc, cảnh sát Lưu Chí Cương, Cương Thiên Minh, Hứa Tiểu Lâm, Lưu Kỳ Bắc, Giang Thanh Lôi và 6 người khác đã lao đến giải cứu. Sau trận lở đất, thân núi đã thay đổi hoàn toàn cảnh quan xung quanh, hiện ra ám muội đen như mực. Cảnh sát chỉ có thể dựa vào cảm quan và phán đoán phương hướng. Sau khi nhanh chóng sơ lược cứu hộ hơn 200 công nhân từ các hầm khác gần đó đến vị trí an toàn, công an đã huy động hơn 20 công nhân quen thuộc khu vực áp sát để dùng xà beng, máy cầu di chuyển các khối đá, bạt đệm rải rác. Để đề phòng người dân bị che lấp bên dưới bị thương, công an và công nhân sử dụng tay đào. Sau hơn 2 giờ đồng hồ khẩn cấp cứu hộ, cuối cùng 3 công nhân bị che lấp đã được giải cứu. Đường leo núi trơn trượt do tuyết trong cơn bão nên không thể sử dụng cáng. Những người công an với đôi tay buộc sát dây đai và chiếc kính chắn gió quyết cõng trên lưng 3 công nhân bị thương. Với sự giúp đỡ của các công nhân, cảnh sát cuối cùng đã đưa được 3 người bị thương xuống núi và nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện bằng xe jeep. Một người đàn ông khác đến từ Từ Xuyên, Trần Mẫn Dung và Trần Tân đã bình phục và được xuất viện vào ngày hôm sau. Tại thị trấn Ngọc Linh, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13, một người dân ở làng Song, thị trấn Ngọc Linh phát hiện mưa lớn sân nhà anh ngày càng ngập sâu và dần dần ngập vào trong nhà. Đỗ Đông Bá, phó giám đốc sở cảnh sát Ngọc Linh ngay lập tức dẫn 4 cảnh sát đến tống thôn cứu hộ. Nếu không sơ tán người dân kịp thời thì hậu quả không lường được. Sau khi cảnh sát tham gia đội cứu hộ do chính quyền thị trấn ở làng Song tổ chức, họ đã nhanh chóng tiến hành cứu hộ khẩn cấp, kịp thời di chuyển đến vị trí an toàn. Vào lúc 22 giờ ngày 12, một nhà máy chế biến ven sông ở làng Thái Trương, thị trấn Ngọc Linh đã bị nước sông dâng cao nhấn chìm. 5 công nhân, trong đó có Chu Thế Nhân, người Quả Tây, đang ngồi nhìn quần áo chăn màn và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác nhau đang bị cuốn trôi theo lũ. Do mất điện nên khắp nơi tối đen như mực, xung quanh toàn là nước, họ hoang mang không biết phương hướng, mò mẫm quanh quẩn hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thể ra khỏi nhà và nước ngày càng ngập sâu.
lo lắng và sợ hãi khiến họ gần như tuyệt vọng. Sau khi Đỗ Đông Bá sắp xếp công việc cứu hộ ở làng xong, anh ta dẫn một đội cảnh sát đến con sông nơi 5 công nhân bị lũ cuốn trôi và cất tiếng hô lớn. Lực lượng chức năng đã xác định được vị trí các công nhân bị lũ cuốn, cố định dây cứu hộ, lần nhảy xuống vùng nước sâu ngang ngực, cứu thành công 5 công nhân vào nơi an toàn. Thưa quý vị, kể từ mùa lũ bắt đầu vào tháng 6, thiên tai lũ lụt trên khắp Trung Quốc vẫn diễn ra nghiêm trọng. Hơn 50 người thiệt mạng ở Sơn Đông và Trùng Khánh, hàng chục triệu người bị ảnh hưởng. Kể từ khi mùa lũ năm nay bắt đầu, một số vùng của Trung Quốc đã phải hứng chịu thiên tai ở các mức độ khác nhau. Trong số đó, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hà Nam, Trùng Khánh, Giang Tô và các tỉnh, thành phố khác đã hứng chịu mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến thứ Tư ngày 12 tháng 8, 6,13 triệu người ở Trùng Khánh đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, 37 người chết, 14 người mất tích, 290.000 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,4 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, Công ty Tài chính thành phố Trùng Khánh đã phân bổ 10 triệu nhân dân tệ để thu xếp cuộc sống của các nạn nhân. Đồng thời, các quận và huyện bị thiên tai đã phân bổ 9,6 triệu nhân dân tệ để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống tạm thời của các nạn nhân. Mưa xối xả ở Tứ Xuyên kể từ tháng 7 cũng đã khiến 54 người chết, 22 người mất tích và 18,55 triệu người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Sơn Đông cũng lần đầu tiên hứng chịu mưa lớn kể từ mùa lũ. Trận mưa xối xả quét qua Sơn Đông từ Tây sang Đông đã khiến 31 người chết, 8 người mất tích và 173 người bị thương. Các nhà chức trách ở thành phố Tế Nam tin rằng lượng mưa quá lớn và hệ thống thoát nước kém là những nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa nghiêm trọng. Mưa xối xả đã làm sập một ngôi nhà tạm ở thị trấn Đốc Khun, thành phố Giao Châu, khiến 4 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng và làm ngập một số vùng đất nông nghiệp trũng thấp. Quý Châu ở phía Tây Nam cũng có khí hậu bất thường, thời tiết khắc nghiệt thường xuyên, một số khu vực xảy ra mưa xối xả, mưa lớn. Tính đến nay, đã có hơn 3 triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng và 60 người thiệt mạng. Vào giữa tháng 7, mưa lớn diện rộng ở Tân Cương đã khiến tổng cộng 11 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 347 triệu nhân dân tệ. Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc đã ra lời kêu gọi khẩn cấp, kêu gọi mọi thành phần xã hội nhanh chóng hành động, tích cực quyên góp tiền và vật chất cho các vùng bị lũ lụt ở Trung Quốc để giúp đỡ người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn. Hiện Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc đã nêu trong thư kêu gọi rằng, khu vực xảy ra thảm họa đang có nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, quần áo, chất khử trùng môi trường và nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm hàng ngày. Đồng thời cũng có nhu cầu rất lớn về tái thiết sau thiên tai. Thưa quý vị, do bị ảnh hưởng bởi cơn bão Búc, mưa lớn đổ bộ vào Trạm Giang, Quảng Đông và hàng ngàn người dân bị bao vây bởi lũ lụt. Tính đến ngày 12, 1,16 triệu người và hơn 400.000 hecta mùa màng bị ảnh hưởng ở tỉnh Quảng Đông. Hơn 3.600 ngôi nhà bị sập, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 1,34 tỷ nhân dân tệ. Tại khu vực Trạm Giang ở phía Tây Nam Quảng Đông, có mưa lớn vào cuối tuần và các hồ chứa ở nhiều thành phố và quận đã vượt quá mực nước cảnh báo. Trong số đó, bán đảo Lôi Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân không có nhu yếu phẩm hàng ngày như thực phẩm và nước ngọt, tình hình rất khẩn cấp. Nhà chức trách đã điều trực thăng cứu hộ thả 900kg lương thực cho người dân vùng lũ Trạm Giang, đồng thời giải cứu 4 trẻ em và một cụ già bị nước lũ bao vây trên mái nhà. Do lượng mưa lớn, đập tràn hồ chứa nước Đại Loan, một hồ chứa cỡ trung ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị cuốn trôi nghiêm trọng do xả lũ và toàn bộ bị sập. Chính quyền địa phương đã di rời trước những người dân bị đe dọa ở hạ lưu và không có thương vong nào xảy ra. Mặt khác, sông Đại Cổ Sa Hà ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử. 39 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh đã vượt quá giới hạn lũ, 24 hồ chứa bị tràn. Tại tỉnh Sơn Đông, 250.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 272 triệu nhân dân tệ. Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về thương vong. Thưa quý vị, chiều tối ngày 10 đến ngày 11, có mưa to cục bộ ở các vùng phía Đông Bắc, Hồ Bắc. Các khu đô thị của huyện Ưng Sơn và thành phố Mã Thành ngập hơn 1 mét. 15 giờ ngày 10, quận Ưng Sơn, thành phố Mã Thành, quận Hồng An và quận Lạc Thiên đã chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn với dân số 500.000 người. Theo người phụ trách Ban Cứu trợ Thiên tai thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hồ Bắc, thiên tai đã tạo ra tổng cộng 27.370 ha hoa màu bị hư hại, 87 nhà với 242 ngôi nhà bị hư hại, 1.232 nhà bị hư hỏng, hiệu quả với quá trình mưa lớn. Ban dân vận tỉnh đã triển khai ứng phó cấp 4 theo phương án ứng cứu khẩn cấp thiên tai của tỉnh vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8.
Ban Dân Chính tỉnh Hồ Bắc đưa ra báo cáo vào tối ngày 8 rằng, từ tối ngày 9 đến sáng ngày 10, lượng mưa tích lũy ở khu vực đô thị của huyện Ưng Sơn là 266,2mm và lượng mưa ở 7 quận khác thị trấn vượt quá 110mm bị ngập, với nước sâu nhất lên tới 1,1m khiến người dân các cửa hàng dọc tuyến phố bị ngập nước, giao thông bị gián đoạn và người đi bị chặn. Có khoảng 8.157 người bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường trong khu đô thị thành phố Ma Thành bị ngập. Nơi ngập sâu nhất là 1,3m, hơn 600 nhà dân bị ngập, hơn 2.000 dân trong thành phố phải di chuyển. Lũ lụt nghiêm trọng cũng xảy ra trên các đường phố của quận Lạc Thiên. Và lượng mưa lớn đã khiến 125 ngôi nhà của 59 hộ gia đình trong quận bị vùi lấp do lở đất. Ban Nội chính tỉnh Hồ Bắc đã cử 2 tổ công tác đến khu vực xảy ra thiên tai để điều tra và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Thành phố cũng đã đưa ra các kế hoạch khẩn cấp cứu hộ thiên tai và các nhà lãnh đạo đã nhanh chóng đến các thị trấn bị thiên tai để kiểm tra tình hình thiên tai và tổ chức cứu trợ thiên tai. Hiện tại, tình hình thiên tai vẫn đang được xác minh thêm và công tác cứu trợ thiên tai đang được tiến hành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.